Xin chào các bác đã quay lại kênh Hải Phong Review. Thì hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng điều khiển của dòng điều hòa Funiki. Điều khiển em đang quay đây thuộc mã dòng điều hòa Funiki, model sẽ là HSC09TMU, series HSC đuôi TMU. Thì tất cả những cái mã 12.000 là HSC12TMU, 18 là HSC18TMU đều sử dụng điều khiển này. Thì các bác nào mà có những điều hòa model vậy thì các bác cũng có thể xem video này và làm theo hướng dẫn. Cách sử dụng đều giống nhau. Dòng này là dòng một chiều 0mm của Funiki. Rất mong các bác xem video, ủng hộ em bằng cách nhấn đăng ký kênh để mà tiếp tục ra những video sau phục vụ các bác. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn các bác quay ở đây cho dễ nhìn. Nút đầu tiên thì các bác có thể nhìn thấy trên màn hình, khi mà tắt thì trên màn hình hiển thị cái chế độ mà chế độ cũ các bác bật và hiển thị pin. Khi mà bật lên thì đây là nút nguồn này, các bác bật lên dòng Funiki này nên sẽ có cái đèn led cho các bác nhìn rất là dễ. Đây các bác bật lên này. Đầu tiên là nút nguồn này, on off này. Sau đó là chế độ mode này. Nút mode này thì các bác có thể điều chỉnh được các chế độ. Trong này thì sẽ có 5 chế độ khác nhau. Đầu tiên là chế độ auto. Tiếp theo là chế độ cool, là mát. Thứ ba là chế độ delay, là chế độ hút ẩm. Thứ tư là chế độ heat, là chế độ làm nóng. Cái này thì sẽ sử dụng cho dòng điều hòa 2 chiều, còn dòng 1 chiều thì không sử dụng. Cuối cùng là chế độ fan, chỉ chạy quạt. Bên cạnh này là nút chế độ ngủ của dòng Funiki. Bấm vào đây thì các bác sẽ thấy hiển thị ở trên màn hình, nó có cái hình mặt trăng và ông sao này. Chế độ ngủ của Funiki thì chạy theo cơ chế là khi mà các bác bật lên thì sau 2 giờ điều hòa sẽ tự động tăng lên 1 độ so với nhiệt độ đặt trên điều khiển để giúp các bác tránh bị lạnh về đêm. Tiếp theo ở dưới này sẽ có hai nút là nút tăng mũi tên lên xuống, là tăng giảm nhiệt độ. Các bác có thể điều chỉnh được tăng giảm nhiệt độ. Ở giữa này nút OK, và bên cạnh này là nút cài đặt thời gian, cài đặt hẹn giờ thời gian bật tắt. Muốn cài đặt thời gian hẹn giờ bật tắt thì các bác bấm vào đây. Khi mà có đồng hồ chữ on đang nhấp nháy thì các bác điều chỉnh thời gian, điều chỉnh bằng nút lên xuống này. Mốc thời gian ở trên điều khiển này là mốc 24 giờ. Ví dụ em muốn cài đặt khoảng 20 giờ bật máy thì sao em ấn chỉnh đến 20 giờ và em ấn OK. Muốn hẹn thời gian tắt máy thì các bác lại bấm 2 lần để cho cái đèn off này nhấp nháy, sau đó các bác điều chỉnh thời gian. Ví dụ em lấy 24 giờ, 23 giờ tắt máy, các bác cứ điều chỉnh lên 23 giờ, xong đó ấn OK. Khi mà cái đèn on và off nó hiển thị trên này là tức là mình đã điều chỉnh được cài đặt thời gian bật và tắt. Nếu mà muốn tắt cái chế độ hẹn giờ thì các bác bấm lại thêm lần nữa, xong đó các bác điều chỉnh về 0 giờ. Đây sẽ tắt máy này. Các bác điều chỉnh về 0 giờ hết thì sẽ tắt. Bên cạnh này là nút set. Nút set này thì điều chỉnh các chế độ đặc biệt của dòng điều hòa. Trong cái con HSC09TMU này thì nó sẽ có một chế độ hình đầu người. Các bác bấm nút set, khi mà nhấp nháy thì bấm OK thì sẽ vào điều chỉnh chế độ cài đặt hình người này. Chế độ hình người này là chế độ thông minh của máy, giúp tạo luồng không khí thoải mái cho người dùng. Nếu mà muốn tắt đi thì các bác bấm set lần nữa, khi mà nhấp nháy thì các bác bấm OK thì ra tắt đi. Cái nút chế độ ngủ này các bác bấm thêm lần nữa cũng là tắt đi. Tiếp tục thì xuống hàng dưới, ở dưới này thì sẽ có nút điều chỉnh được tốc độ của quạt thổi gió.
Nếu mà chế độ auto thì các bác không điều chỉnh được, các bác chỉ điều chỉnh được ở chế độ cool hoặc là chế độ heat là chế độ em nóng. Các bác điều chỉnh được là tốc độ fan sẽ có 3 mức, đó là thấp, trung bình, cao và chế độ auto. Bên cạnh này là nút swing là điều chỉnh lên xuống của cánh đảo gió. Cánh đảo gió này thì khi mà các bác điều chỉnh ở trên điều hòa thì trên mặt của điều khiển nó sẽ không hiển thị lên, hơi khó một chút. Muốn điều khiển chỉnh cánh đảo gió thì các bác bấm nút swing này. Bấm một lần thì cánh đảo gió sẽ lên xuống. Đến cái mức nào đó mà các bác muốn nó dừng lại thì bác bấm thêm lần nữa. Tiếp theo là chế độ cái nút ngôi sao này. Cái nút ngôi sao này là nút reset tất cả các chế độ về cài đặt ban đầu. Các bác bấm vào đây thì các chế độ các bác vừa đặt thì nó sẽ tự động bị mất đi và về lại cái chế độ cài đặt đầu tiên. Cuối cùng dòng dưới này thì sẽ có nút turbo. Turbo là nút làm lạnh nhanh. Cái nút turbo này thì chỉ có tác dụng khi mà các bác bật chế độ cool hoặc là chế độ heat là chế độ làm nóng. Hai chế độ đấy thôi. Các bác bật turbo thì nó sẽ tăng tốc cái máy nén chạy công suất cao nhất, giúp làm mát nhanh hơn. Tiếp theo là nút led này. Nút này là nút tắt đèn hiển thị nhiệt độ ở trên giá lạnh. Tắt và bật. Cuối cùng sang cái nút clean này là nút tự động làm sạch dàn tản nhiệt của điều hòa Funiki. Các bác bấm vào đây thì máy nó sẽ chạy thêm khoảng 30 phút để làm sạch và sấy khô dàn tản nhiệt, giúp điều hòa tránh bị ẩm, nấm mốc phát sinh. Còn một chế độ nữa là khi mà các bác muốn khóa khóa cài đặt của điều khiển thì các bác bấm và giữ hai nút đồng thời, hai nút là nút turbo và nút clean này, bấm và giữ trong vòng khoảng 5 giây. Khi mà cái khóa màn hình nó hiển thị lên trên màn hình thì sẽ là khóa. Lúc này thì điều khiển các bác sẽ không sử dụng được nữa, không bấm được các nút khác. Muốn tắt đi thì các bác cũng bấm và giữ lại trong vòng khoảng 5 giây. Đấy. Dòng điều hòa của Funiki này thì điều khiển rất là dễ sử dụng. Ở trên đây thì em đã hướng dẫn các bác cách sử dụng điều khiển của điều hòa Funiki. Nếu bác nào mà cần hướng dẫn sử dụng dòng khác hoặc là có những thắc mắc gì, các bác có thể comment dưới video. Em sẽ cố gắng chờ các bác. Rất mong các bác xem video. Nếu thấy hay thì nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em. Tiếp tục ra những video sau phục vụ các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.